Xin chào tất cả các anh chị em, mình là Hani, giảng viên chính tại Trung tâm Đào tạo Nối Mi Hani, Trung tâm Đào tạo Nối Mi uy tín nhất Sài Gòn. Và hôm nay Hani sẽ dành cái thời gian để chia sẻ cho các anh chị em biết là cái cách để chúng ta tạo fanpage như thế nào để cho mình có những cái fan hoàn hảo cũng như là mình thành công trong cái việc mà chúng ta nối một bộ mi volume nha các anh chị. Và nói cho các anh chị anh em mình biết là cái tạo fan là sẽ có tới 4 cái cách để tạo fan nha các anh chị. Đầu tiên là chúng ta sẽ tạo fan bằng tay, sau đó chúng ta sẽ có những cái cách khác là tạo fan bằng nhíp hay gọi là fan gạt, chúng ta sẽ tạo fan bằng nhíp hay còn gọi là fan lắc, và chúng ta sẽ tạo fan bằng dụng cụ hỗ trợ nha các anh chị. Tức là chúng ta có tới 4 cái cách để tạo fan, và trong 4 cái cách đó Hani chuyên sử dụng cái cách gọi là tạo fan bằng tay. Các anh chị em mình thấy trong những cái video của Hani, cái video nào Hani cũng tạo fan bằng tay. Đây là một cái cách tạo fan ruột của Hani, nên Hani sẽ chia sẻ luôn cho các anh chị em mình biết để các anh chị em mình có một cái tay nghề thật là tốt, làm những bộ mi volume thật là đẹp, và chia sẻ cho Hani coi những cái tác phẩm của các anh chị em nha. Nếu như mà cái video này hay thì hy vọng các anh chị sẽ bấm cái subscribe cho Hani. Bên cạnh đó, nút subscribe kế bên thì kế bên nó sẽ có một cái chuông, các anh chị hãy bấm vào cái chuông đó để mỗi lần có những cái video đầu tiên, video nào đó, các anh chị sẽ là những cái người coi đầu tiên luôn, like đầu tiên, comment đầu tiên. Và hãy nhớ là share cái video này cho bạn bè các anh chị em mình biết nha. Hãy nhớ một cái rất là quan trọng, đó là comment cho Hani biết là các anh chị em mình đã coi cái video này, cũng như là có những cái câu hỏi, có những cái tâm tư tình cảm, có những cái thắc mắc nào đó, hãy nhắn cho Hani biết. Hani rất là mong muốn các anh chị em đặt thật là nhiều câu hỏi để mà Hani có thể giúp được các anh chị em trực tiếp nha. Những câu hỏi nào hay Hani sẽ không có trả lời liền, Hani sẽ dành ra một cái video để thu thập lại những cái câu hỏi hay đó, trả lời cho các anh chị em mình biết ha. Coi nha các anh chị em. Đây, bây giờ Hani sẽ hướng dẫn cho các anh chị em mình biết là cái đồ nghề của mình sẽ cần chuẩn bị là như thế nào. Đầu tiên là chúng ta sẽ cần chuẩn bị cái lông mi. Hôm nay Hani sẽ hướng dẫn cho các anh chị em mình tập bắp fan. Đầu tiên Hani sẽ hướng dẫn cho các anh chị em là cái lông mi mà mình cần chuẩn bị là cái lông mi gì nha. Đây là cái lông mi 0.10 và lông mi 0.07. Để Hani hướng dẫn cho các anh chị em mình biết là mình có những cái lông mi nào để chúng ta thực tập. Hiện tại thì do Hani gấp quá nên không có lấy cái lông mi còn nguyên được, phải lấy cái lông mi mà đã xài một hai like rồi nha các anh chị. Đây cũng là cái đồ nghề mà Hani dùng cho khách của Hani luôn, nên các anh chị em mình cứ yên tâm để mà sử dụng rất là ok nha. Hani sẽ demo là 0.07 và 0.10. Đây là hai cái dòng lông mi mà phù hợp nhất để tạo fan nha các anh chị em mình, hãy nhớ nha. Khi mà tạo fan thì chúng ta, Hani sẽ đồng thời lấy cái thao tác ra luôn nha. Khi mà chúng ta tạo fan thì chúng ta sẽ lấy cái line lông mi ra và mình bỏ lên đây. Hani sẽ lấy 0.10, mình bỏ lên cái line này đây. Tại vì sao Hani lại cho các anh chị em mình coi là giữa cái line nhựa và cái line da? Tại vì cái line da này nó xài rất là hữu ích ở chỗ là khi mà chúng ta giật lên giật xuống, nó không có bị mất cái sự liên kết của cái line mi. Còn khi mà chúng ta sử dụng cái line nhựa, các anh chị em mình thấy nè, giờ Hani lột rất là khó, nó rất là cứng. Thành ra là ngày xưa thì Hani sử dụng cái line nhựa, nhưng mà bây giờ Hani khuyên là các anh chị em đừng sử dụng cái line nhựa nữa, tại vì nó rất là phí ở chỗ là mình xài, nhưng mà khi dính ra dính vô các anh chị mình thấy là rất là khó để chùi, nên khuyên các anh chị là sử dụng cái line da. Hani sẽ lấy thử nè, lấy thử một cái line mới, tức là nó còn cái sự kết dính hơn, lấy cho các anh chị em mình coi. Đây thì dù chúng ta có lột lên lột xuống cỡ nào đi nữa, nó cũng không có bị mất nè các anh chị, nó rất là tiện ở cái chỗ đó ha. Đây mình sẽ lấy cái line này, mình cất cái line này đi. Này là line của 0.10, mình sẽ đặt lên đây. Này mình sẽ lấy của 0.15, mình sẽ lấy 0.07, mình sẽ lấy một cái đặt lên đây này, hai cái mình dán lên. Sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị keo. Đây là cái hũ đựng keo mà Hani rất là thường xuyên sử dụng. Tại vì sao? Nó sẽ có một cái gọi là cái ngăn hút ẩm ở trong, như cái cờ mên vậy đó các anh chị. Khi mà mua về, học viên nào cũng tưởng cái cờ mên nhưng mà không phải. Trong cái ngăn này nó sẽ có tới 3 cái ngăn đựng keo và một cái ngăn đựng cái gì đó thì không biết. Mình đặt chai keo vô đây, rất là tiện dụng. Chai keo mà Hani dùng để tạo fan là cái chai keo Double Fast nha các anh chị. Hani sẽ đặt vô đây,
đó, nhét nó vô. Khi mà mình làm trong này có túi hút ẩm là các anh chị mình thấy là có một cái túi hút ẩm nó rất là sạch sẽ và nó làm cho cái chai keo của mình được bảo quản tốt hơn. Nếu mà anh chị em nào mình kỹ, mình có thể cho vô đây một ít gạo nha các anh chị em, tại vì gạo nó có cái tính chất trung hòa độ ẩm rất là tốt và làm cho chai keo của mình giữ được lâu hơn. Nếu như mà chai keo chưa khui thì mình sẽ giữ được khoảng chừng là 10 tháng tới 1 năm. Chai keo nào mà xịn lắm thì mình có thể giữ tới 1 năm, chứ mà chai keo khô khui rồi thì mình sẽ giữ khoảng chừng là 2 tháng nếu anh chị làm khách ha. Còn nếu như mình tập thì mình xài tới giọt cuối cùng luôn đi các anh chị, không có cần kiên trì gì hết nha. Đây, rất đơn giản, bạn vô như cái cờ mền vậy đó. Mai mốt mình không có xài nữa thì mình lấy này mình bỏ canh vô, mình đem đi làm mình ăn nha các anh chị. Đây đó, lấy chai keo ra. Honey sẽ sử dụng cái dòng keo hôm nay, đó là cái dòng keo được đúc bột phát, tức là cái dòng keo chuyên về tạo phát. Ok, tiếp theo là Honey sẽ gọi là chuẩn bị nhíp. Thì nhíp trong đợt này Honey sẽ sử dụng cái dòng nhíp gọi là dòng nhíp Diamond. Cái dòng nhíp này trên cái thân của nó sẽ có khắc cái dòng chữ giống vậy là các anh chị. Trên cái thân nó sẽ khắc giống vậy là các anh chị. Đó, cái dòng nhíp Diamond ha. Thì cái dòng nhíp này mũi nó sẽ rất là nhỏ. Đây là cái dòng nhíp mà Honey hay dùng. Honey dùng cái cây không có đụng hàng với ai hết. Còn cái cây này là Honey đang lưu hành để mà cho học viên của mình. Đó, thì cái dòng này nó sẽ có nhám bên trong nè các anh chị. Nó sẽ có nhám bên trong và làm cho cái nhíp của mình xài ngon hơn rất là nhiều. Đây, nó sẽ có nhám bên trong, làm cho cái độ bám của nó tốt hơn rất là nhiều. Và cây nhíp này rất là kỳ dính keo cũng như là kỳ rớt nha các anh chị, rớt một cái là hư liền ngay lập tức. Lưu ý giùm Honey đừng để rớt nha. Đây, Honey sẽ sử dụng cây nhíp nhám. Đồng thời mình sẽ để keo lên cái nắp. Cái nắp mà có cái răng cưa này các anh chị, cái nắp mà có cái răng cưa. Honey sẽ để keo lên cái nắp mà có cái răng cưa. Mình sẽ để keo lên đây, đồng thời mình quẹt cái răng cưa lên đây. Còn nếu như mà anh chị nào không có thì mình có thể có cái cục đá mà đựng keo. Đây, Honey đang có một cục đá đựng keo nè. Mình sẽ có một cái cục đá đựng keo để anh chị mình dán cái bàn keo lên đây. Mình sẽ có một cái cục đá đựng keo đó mình dán bàn keo lên. Rồi. Mình dán cái bàn keo lên để mình làm chị. Đây, mình dán lên đây. Nếu như mình có nút tạo fan thì mình có lên đây. Khi mình tạo cái fan mình vuốt cái chân lại ở khe này. Còn nếu như mình không có thôi. Giống như Honey cũng ít khi xài nút tạo fan này lắm. Nếu mà chị nào mới mình cần hỗ trợ thì mình xài, còn không thôi không xài cũng được. Rồi, bây giờ bài của mình nó sẽ vô. Có cái thao tác lắc keo nè. Lắc keo và đổ ra. Honey sẽ lắc bên ngoài ha. Mình sẽ lắc keo. Mình sẽ lắp keo và đổ cái giò keo ra. Giò keo của mình khi mình đổ thì mình nhớ đổ tròn trịa một tí xíu. Bữa nay Honey sẽ hướng dẫn các anh chị làm phanh tay sao cho nó thật là nhanh nha các anh chị. Rồi, mình có hết đồ nghề rồi ha. Bắt đầu, khi mà các anh chị mình mới vô nghề thì Honey khuyên là các anh chị mình hãy bắt đầu tập tạo phanh tay với cọng lông mi 0.10 trước. Tại vì cọng lông mi 0.10 mình rất là dễ để bắt phanh, cũng như là cái cọng lông mi 0.10 đó nó sẽ to hơn và nó làm cho chúng ta dễ dàng để tạo một cái phanh hơn. Còn nếu như mà chúng ta mới mà chúng ta gọi là mình ham hố đó, mình ham hố cái mình nối cái cọng lông mi mà 0.07 hoặc 0.05 thì cái điều đó Honey không có khuyên các anh chị. Tại vì sao? Nó rất là khó và khiến bản thân mình dễ nản. Mới bắt đầu nên tập cái lông mi càng bự càng tốt, càng dễ càng tốt nha các anh chị. Yeah, thậm chí tập 0.15 luôn cũng được nữa. Tại vì 0.10 nhiều lúc có nhiều chị cái tay của mình nó đổ mồ hôi hoặc là nó không có cảm nhận được, ban đầu mình không có cảm nhận được thì mình nên chọn một cái gọi là cái bự thiệt là bự vô để cho bản thân mình nó phù hợp nha các anh chị. Chứ mà mình đừng có cố quá, mình dễ nản. Mới vô học nghề nên chọn cái gì dễ làm trước nha các anh chị. Rồi, bắt đầu Honey sẽ cho các anh chị mình coi. Mình sẽ gấp một cọng lông mi gọi là 0.10 lên. Đầu tiên chúng ta sẽ gấp một cọng lông mi 0.10 lên. Honey sẽ tập các anh chị mình bắt cái fan 2D trước ha. Fan 2D có nghĩa là hai sợi lông mi. Mình sẽ lấy hai cọng lông mi lên. Đây. Chúng ta sẽ lấy hai cọng lông mi lên. Sau đó bằng tay của mình, mình sẽ cầm một tí xíu ở cọng lông mi thôi nha các anh chị. Mình chỉ cầm tí xíu ở cọng lông mi thôi. Đây mọi người mình thấy nè, mình cầm tí xíu, sau đó bằng cái mũi nhíp mình sẽ tách cái cọng lông mi ra làm hai. Và bắt đầu mình đưa cái cọng lông mi vô. Đó,
kéo lên. Khi chúng ta kéo lên thì chúng ta hãy nhớ là mình giữ cái tay để mình vuốt cái cọng lông mi lại một lần nữa thì nó mới đẹp cái cọng mi nha các anh chị em. Nè, cái cọng này là nó đang bị xòe cái chân cũng như là cái độ xòe của nó rộng quá nè, Honey sẽ làm lại. Này đó, mình đẩy nó vô, mình đẩy nó vô. Kéo lên. Đó, bây giờ là cái fan của mình đã gọn hơn rất là nhiều các anh chị. Đây, mình thấy nè, cái fan của mình đã gọn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ chấm keo nè. Khi mình tập thì mình nên chấm một tí xíu xíu keo thôi. À, các anh chị mình nên chuẩn bị, khi mình tập tập fan mình nên chuẩn bị một cái mút. Cái mút này nó rất là quan trọng nha các anh chị. Mình sẽ quẹt cái keo lên đó. Mình sẽ quẹt cái keo lên đó cho nó khô. Và mình có thể dính ở đây luôn cũng được. Để cho nó khô. Để tí xíu nữa khi mà nó khô rồi chúng ta sẽ thu hoạch vô đây. Giống như mình thu hoạch gì đó các anh chị. Nó rất là tiện luôn. Đây, Honey sẽ làm lại nè. Mình sẽ gấp cái cọng lông mi lên. Các anh chị đảm bảo mà mình mà coi cái video này là các anh chị sẽ làm được liền. Honey gấp được hai cọng nè. Bắt đầu mình sẽ bỏ vô tay của mình. Lưu ý là khi bỏ vô tay các anh chị mình hãy cầm tí xíu thôi nha các anh chị. Chứ đừng có cầm ngập hết cọng mi nha. Cọng mi có 10cm cầm hết 10mm cầm hết 5mm là không có đẹp. Cầm tí xíu thôi. Sau đó lấy cái nhíp vẽ ra cho nó xòe thành hai rồi nè ha. Bắt đầu đưa cái nhíp vô. Kéo lên. Đây. Nếu như mà chúng ta cảm thấy là mình cần chỉnh lại thì chúng ta đưa vô lại, kéo lên. Dạ. Này. Và chúng ta lấy keo nè. Lấy keo thật là ít thôi. Khi mà mình làm trên người thì mình không có lấy ít giống vậy. Chứ mà khi làm chúng ta đang tập tạo fan mà các anh chị, mình lấy càng ít càng tốt. Và mình quét ra đây thêm một đợt nữa. Sau đó chúng ta buông ra. Chúng ta buông ra, chúng ta phơi cho nó khô. Rồi tiếp tục chúng ta lại lấy tiếp hai cọng lông mi. Mình cứ tập hai cọng cho tới hồi mình thấy giỏi thì thôi. Nếu như mà trong quá trình mình lấy hai cọng mà mình lấy lộn ba cọng, mình bỏ đi cọng, mình chơi hai cọng thôi và mình chẻ nó ra nè. Đó, chỉ cần đưa nhíp vô chẻ thôi là ra rồi. Bắt đầu thò cái cây nhíp vô, vuốt lên. Một cái anh chị em mình thấy nè, đây có một cái fan này đó. Rồi bắt đầu chúng ta lấy keo nè, lấy càng ít càng tốt, tí xíu thôi, vuốt đi. Vuốt cho nó khô keo đi. Rồi chúng ta quăng ở đây, buông ở đó. Rồi tiếp tục chúng ta lại tập qua hai cọng tiếp. Bắt đầu mình tập qua hai cọng rồi mình tập qua ba cọng. Khi mà tập ba cọng thì độ khó nó sẽ tăng dần lên. Chúng ta cũng phải rẽ từ từ nè. Đây. Đó. Đá rồi đó nè. Bắt đầu chúng ta thò cái nhíp vô, mình kéo lên. Khi mà chúng ta cảm thấy cái fan của mình chưa có được đẹp, mình lại đưa vô tay mình chỉnh tiếp. Mình chỉnh cho tới hồi nó đẹp thì thôi. Hàng của mình mà. Đây. Khi mà các anh chị em mình làm, mình hãy lưu ý là đừng bao giờ gồng ở cái môn bắt fan này nha các chị. Càng gồng càng khó làm, càng gồng càng khó làm. Phải luôn luôn thả lỏng. Đây. Bắt đầu chúng ta chấm keo một tí xíu. Các anh chị mình nên nhớ đây, Honey đang làm cái size số 12mm nha. Mình làm số 12mm. Các anh chị em mình mới tập, mình nên làm số dài dài tí xíu, chứ đừng lựa số 7, số 8 làm nha các anh chị. Làm mấy cái số đó là nguy cơ bỏ nghề cao lắm đó, vì làm khó quá. Khó quá người ta hay bỏ nghề lắm. Làm dễ dễ thôi nha các anh chị. Đừng có lựa mấy cái mà khó khó để làm nha. Đây, Honey quay cận cảnh nè. Mình sẽ lấy 3 cọng lông mi, 2 cọng lông mi nè. Đó, 3 cọng lông mi. Mình nhấc nó lên. Nhấc lên. Sau đó cho vô tay của mình. Các anh chị mình vừa coi, mình vừa lấy ra, mình làm theo luôn thì các anh chị mình sẽ rất là dễ nè. Honey quay vậy chứ Honey khó làm lắm, tại vì Honey làm cái đầu Honey dính vô sẽ dướng máy quay, nên Honey cái đầu Honey với cái tay Honey là cách xa chắc phải 30-40cm đó. Đó, nhưng mà mình vẫn cố gắng làm. Đây, xòe ra đồ xòe ưng ý rồi phải không? Bây giờ cho xòe miếng nữa đi, tại vì nãy xòe mà không có thấy được gì hết trơn. Xòe miếng nữa rồi, xòe ra. Ok, thả lỏng thì mới xòe nha, chứ mà gồng là mà khỏi xòe luôn. Bắt đầu gấp được rồi, form gấp được rồi nè. Bắt đầu kéo lên. Khi mà kéo lên các anh chị mình thấy cái chân nó hơi hở tí xíu nè, không có sao hết trơn. Chúng ta sẽ chấm keo một chút thôi và chúng ta ịnh cái chân vô. Các anh chị mình thấy hồi nãy mình thấy cái chân hở, vừa hết hở nè. Ịnh cái chân vô, vuốt và buông ra. Đó, có rất là nhiều cách tạo fan, nhưng mà Honey đang tạo fan bằng tay. Và đây là cái video mà Honey hướng dẫn cho các anh chị em tạo fan bằng tay, tức là cái kiểu tạo fan mà Honey đang sử dụng. Ngoài ra còn có fan nhíp, fan đặt, fan gạt, fan lắc,
rồi fan bằng dụng cụ hỗ trợ nữa, hoa được các kiểu, nó rất là nhiều tạo fan. Nhưng mà tạo fan bằng tay là một cái kiểu tạo fan master, tức là có nhiều cái khóa học họ chỉ chuyên dạy về tạo fan bằng tay thôi. Hôm nay Honey gọi là mình dành cái thời gian để mà hướng dẫn cho các anh chị em biết cái cách tạo fan. Đáng lẽ là chiều nay nè, là Honey có một cái kế hoạch là mình đi mua cái máy, gọi là cái máy trị suy giãn tĩnh mạch, để ép, để bóp chân cho mẹ đó. Nhưng mà thấy mình cũng ít thời gian rảnh quá, thôi để ngày mai mình đi mua cũng được. Rồi hôm nay Honey dành thời gian để quay cái video, cũng lâu quá rồi mình không có ra cái video, thì Honey dành cái thời gian để mà gọi là quay cái video để hướng dẫn. Tại vì có nhiều anh chị mình làm được classic mà mình chưa làm được volume, trong khi cái volume là cái mà khách hàng của mình ta cần nhất, thì mình lại không biết làm. Mình phải biết làm chứ, mai mốt người ta ấy thì sao đây. Mình được 3 cộng nè. Đó. Và khi các anh chị mình muốn làm nhanh thì Honey bày cho các anh chị một cái mẹo, đó là chúng ta phải bấm giờ nha các anh chị. Mình phải biết được một giờ mình làm được bao nhiêu cái nha các anh chị. Đối với những người mới học, mới tập thì một giờ các anh chị làm được từ 50 cho tới 70 cái là các anh chị rất là xuất sắc. Nhưng mà nếu một giờ các anh chị làm dưới 50 tới 70 cái, tức là các anh chị mình phải cố gắng mình luyện cho tới mình được cái ngưỡng đó nha các anh chị. Đây. 20 phút, bản thân Honey khi mà cách đây khoảng chừng 2 năm á, 20 phút mình làm được 300 cái. Đó là một cái thành tích Honey nghĩ rất là ok. Và nếu như mà các anh chị mình tập siêng năng, tập mỗi ngày, tập hàng ngày, thì các anh chị mình sẽ làm được. Đây, nãy giờ Honey đang làm phần 3. Đó, mình đang làm một cái phần 3. Đây các anh chị, đây. Các anh chị mình thấy Honey làm nhanh không? Một tích tắc, một tí xíu là ra rồi. Với cái phương pháp, với cái phương pháp vậy thôi, nên có gì là Honey chỉ hết đó. Đây. Rồi mình làm lên 4 sợi, cũng tương tự như vậy, mình gấp lên 4 sợi, mình bỏ lên tay của mình. Mình chỉnh cho nó ra, hoặc là mình chẻ trên đầu cho nó ra. Mình gấp lên một cái fan 4, nếu như mà chúng ta thấy khép quá, mình muốn xòe rộng ra chút, đây. Đâu sao đâu, xòe rộng đó thành vấn đề đó. Kéo nó ra, xòe rộng ra một chút nữa. Nếu như mà chúng ta muốn cái fan xòe ra một chút nữa, mình xòe bự ra. Cái này là Honey đang làm với cái khoảng cách rất là xa nha các anh chị đây. Hoặc là mình muốn gọi là nó ổn ổn hơn chút nữa thì mình có thể cho khép vô. Cái này làm như con cặn muốn ra đi luôn nè, đó. Mình có thể khép vô. Đây. Rồi. Honey sẽ làm tiếp 4 cộng nè. Các anh chị khi mà mình làm mình phải nâng cái đô của mình lên 2 cộng, 3 cộng, 4 cộng, 5 cộng. Anh chị mình thấy Honey chỉ cần xòe cái là ra rồi không? Cái này là cái mà mình hay làm nè. Tại vì sao? Tại vì mình mới đổi cái tư thế, mình mới ngồi gần hơn. Còn nãy giờ mình đứng xa quá. Đây, mình quét bớt keo đi cho nó khô bớt, mình buông ra. Ở đây Honey đào tạo học viên, Honey toàn cho tập phần tay hết. Rồi, tiếp tục mình là lấy tiếp 4 cộng. Mình tập 4 cộng cho tới hồi mình nhận nghiện thì thôi. Cái nghề nối mi là một cái nghề nó không có khó, nó không có đòi hỏi chất xám nhiều, nhưng mà nó đòi hỏi các anh chị mình phải tập thật là nhiều nha các anh chị. Mình càng tập nhiều thì cái lưng tay nghề của mình nó càng cao, cũng như mình càng tập nhiều thì cái kinh nghiệm của mình, cái sở trường của mình nó càng tăng lên rất là nhiều. Khi mà chúng ta cảm thấy khô rồi, mình có thể thu hoạch bằng cách là mình cho hết mấy này vô nè, vô một cái khay. Nếu như mình không có khay này, mình có thể ra tìm thuốc mình mua cũng được. Ba cái khay mà uống thuốc đó các anh chị, Monday, Tuesday, Wednesday rồi này nọ đó, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm gì này đó đó. Đó, hôm nay uống thuốc gì đó, mình ra mình mua đó. Các anh chị mình thấy làm nhanh không? Rất là nhanh luôn. Làm cái là ra liền, quẹt quẹt vô cho nó khô. Đây, để Honey làm cái phần 4, phần 5 cho các anh chị mình coi nè. Làm nhiều fan nè, bỏ lên tay của mình nữa ha. Khi mà mình làm, mình sẽ có một cái lực tay để mình nhớ các anh chị. Mình chỉ cần nhớ cái lực tay đó là mình xòe cái này ra thôi. Đây, một cái fan gọi là fan tượng trưng cho các anh chị nè. Nó chưa đẹp lắm tại vì anh đi đứng xa quá. Đây, mình có thể chỉnh lại cho nó được không? Đây, ví dụ là như vậy. Đó, mình quét nó đi, mình buông ra. Chị em để mình coi ha. Mình phải cố gắng học một cái nghề để mà mình nuôi bản thân mình nuôi con, nuôi cái, nuôi cả gia đình mình.
Cuộc đời mà ai có biết đâu, có ai biết được chuyện gì, hôm nay sống mai chết. Lỡ ông xã của mình đang nuôi cho mình, cái này không phải nói xui mà là cái này đang là hành trang chuẩn bị cho mình, cho mình, cho bản thân mình, cho gia đình của mình, cho con, cho cái, cho cha mẹ của mình. Mình nên có một cái nghề phòng thân để mình tự giúp bản thân mình giúp những người xung quanh. Khi mà Hani làm một cái công việc trên YouTube như vậy nè, nhiều người nghĩ là công việc nhưng mà không, đó là một cái gọi là cái sở thích của Hani, cũng như là một cái niềm đam mê của Hani. Tại vì sao? Tại vì khi mà Hani chia sẻ, Hani biết sẽ có những người đang nhận. Các anh chị Hani nhận được rất là nhiều cái lời cảm ơn từ các anh chị, những cái người bạn, người chị em thật là xa, họ học Hani qua những cái trang YouTube đó, thì họ gọi là họ nhắn cho Hani, họ khoe rằng là họ đã làm được mấy người rồi, họ làm được mấy chục người luôn rồi, mà làm trong shop ai cũng khen, mặc dù là họ chỉ mới làm gọi là ba cái linh tinh thôi mà làm ai cũng khen. Đó là một cái gọi là cái niềm hạnh phúc của Hani đó các anh chị. Tại vì sao? Khi mà các anh chị mình học qua mạng, mình học và mình gọi là mình học không có bài bản, mà mình chỉ là coi người ta làm rồi mình bắt chước thôi đó, thì các anh chị mình đang rất là giỏi nha. Mình đang rất là giỏi tại vì mình có năng khiếu. Và nếu như mà các anh chị mình có thể có dành dùm tiền, mình có một cái sự đầu tư thật là xứng đáng, thì Hani đảm bảo là các anh chị sẽ rất là giỏi. Vì bản thân mình đã có năng khiếu, mình nhìn người ta làm thôi mà mình còn làm được nữa, huống chi là mình tới trực tiếp để mình tham gia thì rất là tốt. Nên nếu như mà các anh chị em nào mà mình có điều kiện, hãy tới để Hani giúp các anh chị em. Hani sẽ giúp các anh chị em có một cái tay nghề thật là tốt và làm được những cái fan thật là xinh đẹp. Đây đó, mình nhấc nó lên anh chị đó. Khi mà chúng ta làm cái fan tay, tuyệt đối các anh chị mình đừng có cầm cao quá nha các anh chị. Mình đừng có cầm cao quá, ví dụ cộng mi có 10 mm mà mình cầm hết như đây luôn là không có nên như vậy. Chúng ta chỉ nên cầm một tí xíu thôi. Khi mà mình cầm một tí xíu như vậy đó thì nó mới đủ cái độ xòe và đẹp. Thậm chí các anh chị nè, mình xòe rộng ra là mình cầm một chút thôi thì cái độ đẹp của nó mới cao nè các anh chị. Dạ. Chứ nếu như mà chúng ta cầm gao cao quá thì nó sẽ không có đẹp chút nào, và nó làm cho cái fan của mình trở nên thô hơn. Chưa kể là nó cộng thêm cái cách lấy keo của mình, lấy keo kiết các kiểu nữa, thì nó sẽ không đẹp bằng. Nên các anh chị mình phải nhớ những cái mà Hani dặn. Dạ. Và bên cạnh đó, bắt fan này nó rất là dễ quên nha các anh chị. Bây giờ Hani sẽ bắt qua 0.7 nè. 0.10 thì chúng ta sẽ làm từ 1 cho tới 4 sợi thôi nha các anh chị. Mi nào thật là khỏe thì chúng ta mới làm 4 sợi nha. Chứ mà lông mi nào yếu yếu á, đừng có quất 4 sợi, quất một cái là hết lông mi luôn. Lông mi nào yếu thì mình nên làm khoảng chừng 1 sợi, 2 sợi thôi. Lông mi nào mà trung bình thì mình mới làm 2-3 sợi. Chứ mà lông mi cực khỏe thì mình mới làm ấy nha. Còn lông mi yếu thì khỏi làm 0.10 luôn, đi đổi qua 0.07. Đây, Hani đang làm 0.07 nè các anh chị. Đó, mình đang làm 0.07 ha. Này, mình chỉnh lại cho cái góc nó nhỏ hơn chút. Này. Mọi người mình thấy Hani làm một cái fan rất là nhanh, có nghĩa là mình có cái sự luyện tập rất là nhiều. Khi mà Hani mới vào nghề, Hani gặp nhiều cái khó khăn, và cũng như các anh chị em, Hani gặp cái khó khăn nhiều nhất ở cái khâu bắt fan. Các anh chị mình không biết Hani từng mất ăn mất ngủ, gọi là bực cả mình luôn á, vì bắt không có được cái fan, mà lúc đó cô giáo của mình chỉ dạy 2 buổi thôi. Mình chỉ dạy 2 buổi cho mình tập bắt fan thôi. Nhưng mà cũng nhờ cô giáo ra máu thì mình mới biết được là cái cách học của mình nó còn khuyết điểm ở chỗ nào. Đây các anh chị mình thấy nè, đó, và mình chùi đi. Nếu như mà chúng ta mới làm, mình không có làm kịp trên người, thì các anh chị mình nên tập bắt cái fan nhanh lên, để anh chị mai mốt có những cái fan này nè các anh chị, mình để trong đây, và chúng ta khi mình làm khách mình sẽ lôi ra để mình làm. Chứ mà mình nhiều lúc mình đuối quá, mình làm không có kịp, mà mình vừa bắt vừa làm rất là cực nha các anh chị. Mình phải làm sẵn đi, làm sẵn rồi mai mốt có khách tới mình lấy ra mình làm. Hoặc là mình làm những cái số thông dụng như là 8, 9, 10, 11. Mình hay nối là 9, 10, 11, 12, thì mình làm sẵn 9, 10, 11 đi. Còn 12 mai mốt nhưng mà khách tới thì mình sẽ làm 12 ngay tại đó, thì nó sẽ rất là ok nha các anh chị. Đây, Hani sẽ làm 0.07 nè cho các anh chị mình coi nè. Này là cái nhíp của Hani nó bị rớt. Đợt trước nó bị không biết bị bé nào nhân viên mượn cái xài rớt, cái giờ bắt đó, nó tuột nè, mà Hani vẫn cố xài. Tại vì mỗi lần nhíp về là học viên lấy hết, nhíp về là học viên lấy hết, cái bản thân mình chưa có một cái nhíp gì đàng hoàng thì xài cũng buồn ghê luôn.
Nhưng mà bản thân nó vẫn còn ngon chán à, mình chỉnh tí xíu là nó đã ra hình dạng một cái fan rồi, mặc dù nó chưa hoàn hảo thôi nhưng mà nó đã ra hình dạng một cái fan này. Chấm keo quét lên bùn ra, mình sẽ làm một cái fan thật là nhiều vô nè, nhiều vô là mười mấy sợi luôn nè các anh chị. Thề fan tay này được cái là nó sẽ không giới hạn cái số lượng mà chúng ta làm mấy sợi cũng được các anh chị. Đó, ra rồi đó. Đây, mình chỉnh lại tí xíu là đẹp thôi. Mặc dù nhíp bị rớt nhưng mà mình vẫn còn xài được. Để làm một cái fan đẹp các anh chị mình sẽ lưu ý ba cái điều sau đây. Thứ nhất là nhíp của các anh chị phải tốt. Nhíp phải tốt thì làm mới được. Cái thứ hai là cái lông mi của anh chị phải thuộc dạng là lông mi dễ tạo fan. Và cái thứ ba nữa là cái lực tay của các anh chị mình phải tốt. Khi mà chúng ta làm cái lực tay tốt thì nhíp nào mình cũng xài được hết. Và nếu như mà có cái nhíp tốt thì các anh chị mình sẽ làm rất là ok. Đó, các anh chị mình thấy Honey làm nhanh không? Đó. Bởi vậy khi mà Honey làm nhanh như vậy, Honey rất là hỗ trợ nhiều trong cái tốc độ của mình. Mình làm một bộ mi volume 3D mình chỉ làm khoảng chừng nửa tiếng thôi. Một bộ mi classic mình chỉ làm tầm 15 tới 20 phút là mình làm hết. Còn một bộ mi làm dày thì càng là sở trường của mình nữa. Mỗi bên mình làm khoảng chừng 15 tới 20 phút là mình đã xong mỗi bên rồi. Nói 15 tới 20 phút hơi quá chứ có khi Honey còn làm nhanh hơn. Và chưa chắc làm nhanh là ẩu nha các anh chị, cũng như những cái người mà người ta đi đua xe đó, chẳng lẽ người ta đi đua xe người ta chạy nhanh cái kiểu người ta chạy ẩu, đâu có đâu. Làm nhanh có nghĩa là phải làm chính xác mới làm nhanh được. Cái này là đúng mấy cái phần nó rớt rồi nên nó bị rớt, cái này là đúng ngay cái phần mà nó bị trên nên nó sẽ rớt ra các anh chị. Một cái fan dù chưa hoàn hảo nhưng mà nó cũng ra được, tại vì cái nhíp của anh ấy bị rớt, đang đợi cái lô nhíp mới về này. Cũng tạm tạm, có được lắm, cũng tạm tạm đó. Đó là cái gọi là cái fan tay. Và khi các anh chị mình tập fan tay, mình hãy nhớ là tập từng từ cái gọi là cái cọng bự để cho dễ làm nha các anh chị, dễ làm. Một cái fan tay. Tập khi mà tập tàu fan nên chọn chiếc keo khô nhanh tí xíu để anh chị. Tạo chai keo khô tạo lấy chai keo khô nhanh tí xíu để chi để cho nó khô lẹ, chứ mà chọn chai keo khô chậm á làm lâu lắm, làm hoài không khô. Đây anh đi thử lấy 5 sợi nè, 5 sợi gấp lên, bắt đầu đưa vô tay của mình nè. Thao tác anh làm rất là chậm nè. Mình có thể nhấp nhấp cũng được hoặc xòe cho nó ra cũng được. Rồi xong. Cách dễ nhất để tạo fan đó là các anh chị hãy làm thủ công bằng cách mình chẻ. Chẻ giống như hồi nãy anh đi nói gì đó nè. Mình lấy ba cọng ra. Mình bỏ lên tay của mình nè. Chẻ một cái, chẻ hai cái rồi xong. Chấm keo. Vuốt đi. Các anh chị mình nhớ tập từ từ nha. Anh đi thấy nhiều anh chị mà mình mắc cười, tại vì lúc mà đi học á, thấy mua tới 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 mỗi cái bài tập tạo fan là ai mặt cũng căng thẳng hết trơn á, rớt một cái fan như rớt cục vàng vậy đó, ai cũng mặt rất là căng thẳng mà hả, không cười không nói gì luôn. Tập fan mà vừa nói chuyện vừa cười giỡn, đảm bảo các anh chị đó tập không bao giờ được nha các anh chị. Tập fan là một cái bộ môn mà các anh chị mình phải tập trung rất là nhiều, càng tập trung các anh chị mình mới làm được, chứ mà tập fan mà nói quẹt qua quẹt lại là không có được đâu nha các anh chị. Nhớ giùm Hani nha, khi mà mình tập những cái bộ môn này mình cần phải sự sự yên tĩnh. Còn đang tập mà con chạy vô hỏi một cái, con chạy vô hỏi một cái là rất là khó để tập nha các anh chị. Mình phải có cái sự yên tĩnh, có cái sự tập trung, mình tập trung cho người cho mình và mình tập trung cho người khác thì mình mới làm được nha các anh chị. Đây Hani đang bắt một cái fan rất là nhiều nè, mấy mười mấy 20 sợi luôn, một cọng luôn này các anh chị. Mình tạo cũng ra rất là dễ bằng fan tay. Nếu như bằng fan nhíp thì nó sẽ hơi khó một chút. Đây, các anh chị. Nếu như bằng fan nhíp thì nó sẽ hơi khó một chút. Chừng nào rảnh Honey sẽ chia sẻ cái kỹ thuật nối mi một nhíp. Đây là một cái kỹ thuật mà Honey tin chắc là mình là một người trải nghiệm và Honey sẽ rất là dễ để mà nói cho các anh chị nghe. Tại vì sao? Lúc mới vào nghề, Honey là một trùm nối mi một nhíp.
cách đây khoảng chừng 5-7 năm, Honey là một chùm nối trùm luôn nối mi một nhíp, mình nối một bộ mi rất là nhanh. Chắc là do cái sự rèn luyện của mình nên mình tập một bộ mi rất là nhanh. Chứ mà một nhíp cũng không nhanh bằng kỹ thuật hai nhíp nha các anh chị. Nha. Honey nối mi một nhíp mình là trùm luôn đó, nhưng mà khi mà mình chuyển qua kỹ thuật hai nhíp thì mình thấy kỹ thuật hai nhíp này rất là tuyệt vời. Tại vì sao? Nối rất là nhanh, một bộ mi rất là hoàn hảo. Nhưng mà mình không chê cái kỹ thuật nối mi một nhíp, mình cảm ơn cái kỹ thuật nối mi một nhíp vì nhờ kỹ thuật nối mi một nhíp mình mới được ngày hôm nay. Con mắt của mình nó mới rõ để mà mình nhìn được. Và sẽ có một ngày Honey dành thời gian để Honey làm cái video đó. Này các anh chị, mình thấy Honey làm nhanh cái bộ mi. Bộ mi phần tán đều chấm keo buông ra. Là những cái fan mười mấy hai chục sợi mà Honey làm cho các anh chị để mình coi đó này. Còn mà mình làm để mình thử coi mình làm nhiều coi có ra không nha. Đây fan này chắc là ba mấy 40 sợi luôn. Cũng nhanh nè, do cái nhíp nó bị tuột nên nó bị rớt khổng xuống nè mấy chị đó. Cũng nhanh nha. Để mình cố gắng mình làm luôn luôn có cái sự luyện tập thì sẽ giúp các anh chị mình làm rất là tốt. Mới vào nghề ai cũng rất là bỡ ngỡ, ai cũng rất là gọi là không có khéo léo trong cái việc mà chúng ta làm. Vì vậy các anh chị mình phải cố gắng mỗi ngày nhé các anh chị. Mỗi ngày mình cố một chút thì mới giúp chúng ta làm được cái nghề thật là tốt. Chứ nếu như mà chúng ta mình học mà mình không có cố gắng, cũng như học mà mình cứ ỷ y là người thầy của mình giỏi quá thôi, mình khỏi cần mình học, mình cứ học theo người thầy của mình mà mình không cần luyện tập, cái điều đó là sai nha các anh chị. Mình phải thường xuyên cố gắng thì mình mới làm được. Và hãy nhớ là muốn tạo một cái fan đẹp, các anh chị mình phải có một cái nhíp xịn, một cái lông mi dễ tạo fan, và cái lực tay của các anh chị phải chuẩn nha. Hãy nhớ những cái quan trọng đó cho Honey nha. Này Honey làm mấy ca chục cái luôn nè. Đây là những người thích làm giày nhào vô rồi mình chơi hết luôn. Các anh chị cho xòe ra một chút này. Nãy giờ là mình đứng để mình quay không á, là cái khoảng cách từ mình tới cái nhíp nó rất là xa mà mình ráng mình canh đó các anh chị. Hoặc là mình làm ít lại, cái fan của mình làm ít lại, mình chơi cửa nào mình chơi được hết, để mình thử thách bản thân mà. Mình thử thách bản thân là cửa nào mình chơi được hết để mình làm ra những cái pha nó thật là đẹp. Đó. Cửa nào tôi cũng chơi. Nhưng mình làm mình phải cố gắng, mình thử thách bản thân. À, báo cho các anh chị em mình biết là sắp tới vào ngày 26 tháng 5, tức là ngày Chủ nhật tuần tới, Honey sẽ tổ chức một cái hội thảo rất là hay. Đây là cái hội thảo đầu tiên tại trung tâm mang tên là I Love Style. Đây là một hội thảo nó rất là đặc biệt dành cho những học viên tại trung tâm. Nếu mà anh chị nào mình đã là học viên thì mình mới đăng ký được, tại vì đây là hội thảo đầu tiên của Honey đó. Nên là chưa có tổ chức cho các anh chị mà cộng đồng mạng. Thành ra là hội thảo sau đi, Honey sẽ tổ chức cho các anh chị cộng đồng mạng nha. Ở hội thảo này Honey sẽ chia sẻ từ A tới Z về những cái dáng mi phù hợp với những cái dáng mắt, ví dụ như mắt lồi, mắt xệ, mắt xết, mắt một mí các kiểu. Và trong cái hội thảo này Honey sẽ làm demo trên người luôn, các anh chị sẽ coi trực tiếp Honey làm trên người như thế nào, cũng như là các bạn trợ giảng của Honey sẽ làm cho các anh chị mình coi để mình biết được là cái phương thức mình làm như thế nào, cái cách phối làm sao cho nó đẹp, cũng như là làm sao để cho một bộ mi nó mang lại cái sự tinh túy, một cái vẻ đẹp nha các anh chị. Và cái hội thảo này thì mình là hoàn toàn miễn phí, mình dành cho học viên mà, mình hoàn toàn miễn phí. Các anh chị mình sẽ gọi là được vào một cái không gian rất là sang trọng, ăn uống đầy đủ, và sau khi kết thúc mình còn nhận được bằng lưu niệm, bằng và cúp lưu niệm nữa đó các anh chị. Cái cúp này nó sẽ mang tên là Special Master Class, tên dịch Việt đó là lớp học dành cho chuyên gia. Này cộng này thử thải quá nè, cho nó ra lớp học dành cho chuyên gia. Thành ra khi mà các anh chị mình làm á, thì mình phải luôn luôn có một cái sự tự tin và cũng như là có cái sự bản lĩnh. Có nhiều anh chị nhắn với Honey hoặc là hỏi Honey một câu vậy nè: cô Honey ơi, em làm bao nhiêu lâu thì em mới được lên người? Chị ơi, Honey trả lời chị ơi, khi mà chị cảm thấy tự tin lúc đó chị nhảy lên người liền cho em.
Không biết chị làm bao nhiêu người, chị cảm thấy tự tin, chị làm chị nhảy lên người liền cho em. Tại vì sao? Khi mà mình có một cái sự tự tin thì mình có một cái sự đối đáp rất là trôi chảy với khách hàng, mình có một cái sức thuyết phục để mình hướng dẫn cho khách hàng. Còn nếu như mà chúng ta không có sự tự tin thì dù mình làm 100 người đi nữa, mình không có sự tự tin thì mình rất là khó để mình đối đáp khách hàng nha các anh chị. Nên khi chúng ta làm một nghề làm đẹp, cái sự tự tin nó rất là quan trọng. Sẽ có nhiều chị học viên họ không tự tin ở cái khâu họ ăn nói. Nên đây là một cái cơ hội để Honey để Honey tạo điều kiện cho các anh chị có những cái tấm bằng. Để làm chi? Mình vừa học, mình vừa biết thêm kiến thức và mình vừa có thêm cái tấm bằng để mình treo. Honey nói thiệt nha, cái này là trong nghề của mình nha, sẽ có những khách hàng họ rất là trả treo với mình. Hả, trả treo tới nỗi mà mình khuyên những cái tốt cho họ mà họ cứ nghĩ là mình khuyên bán gì đâu mà. Thành ra là mình phải trưng bằng, trưng cúp, trưng đồ này nọ lên tiệm của mình để làm chi? Họ vô họ cảm thấy những cái bằng, họ thấy cái người này có cái kiến thức, cái người này có một cái gọi là cái vị thế trong cái nghề, thì họ nghe mình hơn, họ nghe những cái lời thuyết phục mình hơn. Hoặc là mình không có cần nhiều lời để mình thuyết phục, hoặc là mình muốn hướng họ tới một cái vấn đề mà mình hướng tới thì nó là rất là dễ dàng nha các anh chị đó. Khi mà các anh chị mình là những người mới, mình càng cần phải là như vậy. Dạ. Còn các anh chị mình đừng ngạc nhiên khi mà mình vô trung tâm mà Hani đang đào tạo không thấy một tấm bằng nào của Hani nha. Thưa các anh chị, ở nhà Hani một lóc luôn. Tại vì sao Hani không treo? Tại vì Hani nghĩ mình, thứ nhất là mình là người làm lâu năm rồi, mình làm lâu năm thì cái lời nói của mình các anh chị mình sẽ biết được cái cô này có kinh nghiệm hay không. Cái thứ hai nữa là Hani muốn là cái đó là cái sự hòa đồng, cái sự hòa đồng ha, người dạy người đào tạo với người học viên có cái sự hòa đồng để họ không có bị khớp. Khách hàng thì mình cần khách hàng khớp, chứ mà học viên thì Hani không cần học viên khớp. Hani mong muốn học viên của mình là họ coi mình như là bạn, như là em gái, như là chị gái trong nhà gì đó, để tiện bề trao đổi cũng như là gọi là có những cái thắc mắc, có những cái câu hỏi thì cứ thoải mái hỏi, chứ không có ngại là ơi cái cô này của master của bận lắm, thôi 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 đừng có hỏi, ơi cái cô này nhiều bằng cấp quá thôi mình hỏi mất công của kia mình ngu hay là gì đó. Đừng, Hani không muốn như vậy. Hani mong muốn là mình như là chị em với nhau, một khi mà đã học chung, làm chung, chia sẻ chung, chung một chí hướng thì các anh chị em đã là một cái duyên với nhau rồi. Mình sống với nhau bằng tình cảm, bằng cái sự chân thật để mà mình gọi là giữ nhau được lâu hơn. Dạ. Còn nếu như mà các anh chị mới, Hani khuyên, luôn luôn khuyên các anh chị là có những cái tấm bằng để mình treo. Có nhiều chị nha, nói đi cũng phải nói lại, có nhiều chị nói trời ơi cô ơi mấy cái tấm bằng này nó không có giá trị. Xin thưa, thật sự nó không có giá trị. Những cái tấm bằng mà các anh chị em mình đang treo nó không có giá trị về mặt pháp lý, nhưng mà nó rất có nhiều giá trị về mặt tinh thần nha các anh chị. Sẽ có những anh chị em đã tới hồi bỏ cuộc rồi, họ nhìn lên tấm bằng họ nói ồ mình đã từng đi học ở cái chỗ này, mình đóng tiền học cô giáo của mình rất là dễ thương, mình bỏ học cái nghề này thì mình phụ lòng cô giáo quá, không mình phải cố gắng mình học tiếp. Hoặc là cái người khách hàng vô họ thấy trời ơi cái tiệm không biết làm có được không mà bằng treo quá trời, là đảm bảo cái cô này cũng ok lắm á, thôi mình vô mình thử thử coi. Nếu mình có khách mình làm còn sướng hơn là ngồi ấy nhẹ nguyên ngày đó. Thành ra là đừng có nghĩ là tấm bằng đó là không có giá trị nha các anh chị. Các anh chị mình nghĩ nó không có giá trị thì nó sẽ không bao giờ có giá trị. Còn nếu các anh chị nghĩ giá trị của nó rất là to lớn thì các anh chị, cái bằng của anh chị sẽ rất là tuyệt vời đó nha các anh chị. Hãy cố gắng chúng ta tạo một cái điểm nhấn cũng như là tạo một cái phong cách trong mắt của khách hàng thì các anh chị mình sẽ thành công trong cái nghề nối mi này nha. Đây. Và mình hãy nhớ là cái tay nghề của mình luôn luôn là cái quan trọng nha các anh chị. Dù mình có treo 100 tấm bằng đi nữa nhưng mà cái tay nghề của mình bằng không á thì các anh chị cũng không thể nào làm được. Dạ, hãy cố gắng ngoài cái bằng ra phải có cái tay nghề thật là tốt, phải có một cái đầu óc thẩm mỹ thật là ok, phải có một cái lương tâm, một cái đạo đức thật là tốt nha các anh chị, để cho chúng ta khách hàng của chúng ta không bỏ đi, mình không bị mất khách hàng. Và hãy nhớ là tay nghề cực kỳ quan trọng nha các anh chị. Hãy cố gắng làm nhanh, khách hàng nào cũng mong muốn làm nhanh hết chứ đâu mà ai làm mình cũng vậy thôi, làm chậm rì bực bội à. Đó. Mình cố gắng. Đây là một cái fan 67. Fan 6 chứ. Chúng ta là nếu như mà chúng ta muốn gom cái chân các anh chị mình có thể lấy cái tay kéo một phát ấy kéo bay luôn rồi. Thường thì Honey không có kéo vậy đâu, nhưng mà nhiều lúc mình làm mình không có biết làm á thì Honey chỉ cho anh chị cái cách gia truyền.
là quật kéo gì đó. Rồi các anh chị mình nhớ mình luyện tập nhiều vô cho Hani nha, và Hani rất là mong nhận được những cái câu hỏi ở dưới comment, cũng như là nhận được những cái tâm tư tình cảm từ các anh chị nhắn ở dưới comment cho Hani biết là các anh chị đã coi cái video này cảm thấy như thế nào, đặt những cái câu hỏi ra làm sao. Hani sẽ giúp các anh chị qua cái việc trả lời comment, hoặc là soạn ra những cái câu hỏi hay nhất Hani sẽ lựa để trả lời nha các anh chị. Vừa làm xong cái video hướng dẫn cái cách tạo fan bằng tay, đây là một cái kiểu tạo fan ruộng của Hani, và Hani chia sẻ cho các anh chị em mình biết. Hãy nhớ rằng khi mà chúng ta làm một cái nghề nào đó, cũng như là làm một cái công việc thủ công nào đó, thì cái việc luyện tập nó rất là quan trọng cho các anh chị em. Và hãy nhớ là luyện tập một cách thường xuyên. Khi mà yêu thích cái trang video này, các anh chị mình hãy bấm subscribe cho Hani nha. Nhớ bấm subscribe. Có nhiều anh chị vô gặp Hani mà Hani nói chị ơi gì bấm subscribe chưa, mấy chị nói chị không biết bấm subscribe là gì, ngày nào chị cũng mở trang của em lên chị coi nhưng mà chị không biết bấm subscribe là cái gì luôn. Thì Hani rất là gọi là trân quý những cái tình cảm của các anh chị em. Và kế bên cái trang cái nút subscribe đó còn có một cái chuông nữa nha các anh chị, hãy bấm vô cái chuông đó. Tại vì khi mà bấm vô cái chuông đó thì những cái video nào mà Hani vừa rớt ra một cái là các anh chị mình là người coi đầu tiên, bấm like đầu tiên, và nhớ comment cho Hani biết là các anh chị mình đã coi rồi. Bên cạnh đó là cho Hani biết là cái gì các anh chị mình còn thắc mắc, cũng như là những cái câu hỏi nào, những cái phần nào các anh chị mình muốn Hani ra cái video, thì hãy comment cho Hani biết và nhớ share cái video này cho các anh chị em, bạn bè của anh chị em mình biết nha. Hy vọng là Hani sẽ gọi là có duyên gặp được các anh chị em ở ngoài đời thật, và chia sẻ thật là nhiều cho các anh chị em ở những cái buổi hội thảo tới nha các anh chị. Chúc các anh chị em một buổi chiều thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Chia sẻ với anh chị em một tí xíu là ngày mai là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì Hani vẫn những mẹ mình đang bệnh đó dự quê thăm bà ngoại, tại vì người quê ngoại gọi vô nói bà ngoại cũng gần mất, thành ra là ra thăm. Thì nếu như mà các anh chị mình có ghé trung tâm vào thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì sẽ không gặp Hani. Hy vọng là sẽ gặp các anh chị em vào những cái video tới. Chúc anh chị em một buổi chiều thật là vui vẻ nha. Bye bye.